Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người liền lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã xa ra bờ cả đến mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" Và họ sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Ông Phê-rô liền thưa với người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-xu bảo: "Cứ yên, cứ đến." Ông Phê-rô đi từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông ta la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, lời Chúa trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay tiếp nối Chúa Nhật tuần trước. Chúa Nhật tuần trước, Chúa vừa hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng ăn no nê. Thì tất thành quả đó, dân chúng vui mừng biết bao, vì giữa họ có một vị ngôn sứ không chỉ nói lời Thiên Chúa, mà còn nuôi dưỡng họ bằng chính của ăn vật chất. Chính vì sự khao khát có một đấng có thể đến với họ như vậy, cho nên họ tìm mà muốn Đức Giê-xu tôn Ngài làm vua của họ. Một vị vua nói hay, một vị vua có thể nuôi sống họ khi họ bị đói. Thế nhưng Ngài không muốn như vậy, và Ngài giải tán dân chúng. Và sau khi giải tán thì Đức Giê-xu lại bắt các môn đệ xuống thuyền trèo sang nơi bên kia, tức là tách biệt khỏi đám dân chúng, không nhận, tức là không ở lại để dân chúng tôn vinh Ngài. Nhưng khổ lỗi đó là các môn đệ đang trèo trống trong sóng gió thì gặp một bóng lạ đến gần với họ, và họ tưởng rằng đây là ma, cho nên họ la lên: "Ma kìa!" Vừa khi kêu lên "ma kìa" thì chính Đức Giê-xu nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ." Điều đó cũng mời gọi cho mỗi người chúng ta về niềm tin của Phê-rô và về tình thương của Thiên Chúa. Nhưng niềm tin của Phê-rô cũng như tình thương của Thiên Chúa được khởi sự từ chính tình thương của Ngài hơn là niềm tin của Phê-rô. Hôm nay chúng ta cùng với hai ban, đó là huynh đoàn giáo dân Đa Minh và anh em trong ban trống vừa cung nghinh Thánh Đa Minh, mỗi lần đi sau kiệu hay mỗi lần chiêm ngưỡng một đoàn nào đó kiệu một vị thánh lên vai của những người khênh kiệu, chúng ta thấy mặc dù là thánh nhưng vẫn bị lắc lư, vẫn bị chao đảo bởi sự không cân bằng chuyên môn của những người khênh kiệu. Không biết ông thánh có run sợ mỗi khi những người con của các ngài lắc các ngài nghiêng bên này, nghiêng bên kia hay không? Nếu chúng ta đi biển, nếu chúng ta gặp sóng gió, chúng ta sẽ sợ rằng con thuyền của chúng ta nếu không cân bằng, rất có thể bị đảo, rất có thể bị chìm lúc nào không hay. Vâng, nói như vậy để cộng đoàn chúng ta nhìn hình dung về Thánh Phê-rô ngày hôm nay. Thánh Phê-rô sau khi thấy được rằng Chúa đó
chính Thầy đây thừng sợ. Thì Thánh Nhân xin với Chúa rằng, xin Thầy, nếu quả thực là Thầy, thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy. Đi trên mặt nước giống như Thầy quả thực là một mơ ước, không chỉ của Phêrô mà của chính mỗi người chúng ta. Thứ nhất, đó là chúng ta thể hiện được khả năng của mình vượt theo tự nhiên. Tức là theo luật tự nhiên, chúng ta đứng trên nước thì sẽ bị trái đất hút xuống và bị chìm trong nước. Thế nhưng hôm nay tin mừng lại diễn tả Đức Giêsu vượt qua định luật tự nhiên và còn cho Phêrô theo Ngài thực hiện được điều đó. Thế nhưng không quen con người, không quen Thiên Chúa, nơi Phêrô chúng ta thấy mặc dù tin là Thầy Giêsu có thể làm được cho mình và mình có thể theo Thầy đi trên mặt nước, thế nhưng mới đi được một quãng thì Phêrô thấy gió nổi lên và ông run sợ. Sau khi run sợ thì bắt đầu chìm xuống nước dần dần. Nếu chúng ta xem ở trang mạng, chúng ta thấy ảnh người ta diễn tả khi Thánh Phêrô đang chìm trong mặt nước và giơ bàn tay lên và nói: lạy Thầy, xin cứu con. Và một bàn tay của chính Thiên Chúa cầm lấy tay của Phêrô, chúng ta cảm thấy xúc động biết bao. Bởi vì khi Phêrô đưa tay ra và kêu lên rằng: lạy Thầy, xin cứu con, thì một bàn tay của chính Thầy của mình, một bàn tay quen thuộc, đưa tay đón lấy tay của Phêrô và đã cứu vớt Phêrô. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay chúng ta cùng với anh em trong ban chống cũng như huynh đoàn mừng lễ Thánh Đa Minh. Thánh Đa Minh và Thánh Phêrô đều là con người như chúng ta. Thánh Phêrô mạnh mẽ tuyên xưng đức tin, Thánh Phêrô mạnh mẽ cam đảm bước ra trong sóng gió nước như vậy. Thế nhưng khi bị chìm thì Thánh Nhân đã phải kêu lên với Chúa: lạy Thầy, xin cứu con. Còn Thánh Đa Minh là một vị thánh nổi tiếng đến độ thay đổi cả thế giới ngày hôm nay. Tại sao dám nói như vậy? Bởi vì trong lịch sử của giáo hội, nhờ Thánh Đa Minh truyền đạt kinh Mân Côi mà con người biết thay đổi, truyền đạt kinh Mân Côi mà làm thay đổi cả những anh em Hồi giáo. Vâng, chúng ta thấy một lần nữa khen anh em trong ban chống. Mọi ngày thì anh em cảm thấy mình có một chiếc áo khác biệt khi đi rước, để nói lên sự cung nghinh của mình, sự đoàn kết của mình, sự vẻ vang của mình, vẻ vang cho Thiên Chúa, vẻ vang cho quê hương Hoàng Xá. Thế nhưng anh em khi đến với cửa nhà thờ thì hầu như anh em muốn có một sự khiêm nhường hơn, đó là mặc trở lại bình thường giống như bao nhiêu người khác, rồi có thể ngồi đây, ngồi đó cùng tham dự thánh lễ như bao nhiêu người khác trong cộng đoàn, mà không cần có sự nổi nang, vẻ vang như các ngày khác. Nhưng hôm nay tôi cố tình mời gọi anh em để nguyên y phục hay đồng phục của mình tiến vào nhà thờ để nói lên vẻ đẹp, sự oai hùng của chúng ta qua bao nhiêu ngày tháng chìm hay con mười tháng khiêm nhường, thì hôm nay chúng ta nổi lên trong ngày kính thánh quan Thầy của mình. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Thánh Đa Minh khiêm nhường nhưng lại nổi lên với lòng mến Chúa. Khiêm nhường, Ngài không giảng điều gì cao siêu, không giảng điều gì hùng hồn, nhưng Ngài giảng chính lời của Thiên Chúa qua lời kinh quen thuộc là kinh Kính Mừng. Chúng ta dạy con, chúng ta tiếp xúc, chúng ta dâng lên Chúa mỗi ngày. Nhưng lời kinh Kính Mừng lại có thể biến đổi con người từ con người thù ghét xã hội, từ những con người không yêu mến xã hội, trở thành đoàn kết, trở thành anh em với nhau. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó cũng là bài học cho mỗi người chúng ta.
Còn quay lại việc Thánh Phêrô, Ngài mặc dù tin vào Thiên Chúa và tin vào quyền năng của chính Thiên Chúa nơi Thầy của mình, đó là Thầy Giê-xu. Thế nhưng, Ngài đã bước ra khỏi nước, khỏi thuyền mà bước trên nước. Thế nhưng niềm tin của Ngài bị chao đảo bởi vì sóng đó cuộc đời đang đẩy chìm con người của Ngài. Điều đó cũng nói cho cuộc đời của từng người chúng ta, từ anh chị em trong huynh đoàn, từ anh em trong ban trống, hay tất cả chúng ta bước vào đời sống gia đình, hay bước vào cuộc sống hôm nay, đều có những sóng gió đang có thể dẫn chìm chúng ta trong biển đời trần gian. Nếu chúng ta không biết ngửa trông lên, nhìn lên Thiên Chúa và kêu lên với Người rằng, lạy Thầy xin cứu con. Chúng ta đang đứng trước sự nguy cơ của đại dịch COVID trở lại lần hai trên đất nước chúng ta. Hằng ngày nhiều người dù ít xem truyền hình cũng xem đôi chút để biết được rằng sự kiện đang khó như thế nào trên đất nước chúng ta. Ngày hôm nay bao nhiêu người mắc thêm? Ngày hôm nay có ai bị chết không? Ngày hôm nay vùng nào đang bị cô lập? Vùng nào đang bị cảnh báo? Vùng nào đang bị lây nhiễm? Chắc hẳn ai cũng lo, ai cũng sợ. Nhưng khi chúng ta sợ, chúng ta lo như vậy, có ai ngửa lên trông lên Chúa và nói rằng, lạy Chúa xin cứu con, xin cứu tất cả anh chị em của con, xin cứu tất cả những người đang trong cơn đại dịch hay không? Lời cứu có thể chúng ta đọc, nhưng chúng ta đã làm gì để nói rằng chúng ta cùng với Thiên Chúa, chúng ta cộng tác với Ngài để chúng ta trở lên những bàn tay mà chính Chúa Giê-xu đã đưa ra kéo Phê-rô lên. Có lẽ Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta đây như những bàn tay của Thiên Chúa động chạm vào Phê-rô để kéo Ngài lên khỏi mặt nước. Thì mỗi người chúng ta cũng trở lên những cộng tác của Thiên Chúa để kéo những khổ đau của chính đời sống gia đình, để kéo những gian nguy có thể làm hại tới gia đình chúng ta, để rồi qua những cái tình thương đó, từ những bàn tay yêu thương đó, chúng ta sẽ giúp ích cho chính gia đình chúng ta trở nên khỏi mặt nước hiểm nguy mà bước vào cuộc sống bình an. Vâng, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là hai ban nhận Thánh Đa Minh hôm nay, lời Chúa hôm nay thật là ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Dù khó khăn biết mấy, dù hiểm nguy biết mấy, chúng ta hãy học bài học của Thánh Phêrô. Chúng ta biết rõ và biết được rằng Thánh Phêrô là một con người giỏi về sông nước. Bởi vì Ngài là dân thuyền trải thì làm sao sợ chìm trong nước? Tức là Ngài có thể bơi lội trong nước mà không bị chìm. Thế nhưng hôm nay tin mừng lại diễn tả Ngài đang bị chìm và Ngài phải hốt hoảng kêu lên với Chúa, lạy Thầy xin cứu con. Chắc hẳn có những lúc chúng ta tự hào tự mặc cho đời sống của mình. Tôi có thể hoàn thành được cuộc sống của tôi ở vai trò người cha, ở vai trò người chồng trong gia đình. Cũng vậy, nhiều khi chúng ta cũng tự hào và tự mãn về vai trò người mẹ, người chồng, người vợ trong gia đình. Thế những tự mãn đó không cẩn thận sẽ nhấn chìm gia đình chúng ta. Bởi vì chúng ta quên đi tình bác ái, quên đi đôi tay yêu thương, quên đi đôi tay cần đến sự nâng đỡ của mọi người. Chúng ta xin với Chúa để chúng ta nhận ra khả năng yếu đuối của mình, để cảm nhận được Thiên Chúa là đấng xót thương. Và qua tính chính tình yêu của Ngài sẽ lôi kéo chúng ta khỏi biển cả trần gian, khỏi biển cả của tội lỗi, để chúng ta vượt lên gặp được Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen. Kính mời cộng đoàn chúng ta đứng để cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa.